Mặc dù được đánh giá cao hơn, song Manchester United đã chơi lép vế và phải nhận thất bại 0-2 trước Newcastle ở màn so tài tại vòng 29 Premier League diễn ra trên sân St James Park. Hai bàn thắng của chiếc chòe trong trận này đến từ Joe Willock phút 65 và Callum Wilson phút 88. Thất bại này khiến Manchester United rớt xuống vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Premier League với 50 điểm sau 27 trận như Newcastle, nhưng đứng sau vì thua hiệu số bàn thắng. Như vậy, trong cả 3 trận gần nhất ở Premier League, Manchester United chưa biết đến mùi chiến thắng, hòa một thua 2 trận và chưa ghi được bàn thắng nào nhưng phải nhận tới 9 bàn thua. Phút 83 trận đấu vừa qua, huấn luyện viên Erik ten Hag quyết định rút trung vệ Lisandro Martinez khỏi sân để nhường chỗ cho tiền vệ cánh Facundo Pellicci với hy vọng giúp Manchester United cải thiện khả năng tấn công. Vừa rời sân, Lisandro Martinez đã bày tỏ sự tức giận với huấn luyện viên ten Hag. Sau đó, ngôi sao người Argentina giận dữ đập ghế trước khi ngồi xuống ghế. Khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Stuart Atwell vang lên, ống kính máy quay đã phát hiện cảnh hậu vệ cánh phải Diogo Dalot lời qua tiếng lại với tiền vệ cánh Anthony. Phát hiện thấy tình huống này, thủ quân Bruno Fernandes đã phải chạy tới can ngăn. Đồng thời, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã kéo các đồng đội đi quanh sân St James Park để vỗ tay tri ân các fan hâm mộ Manchester United có mặt tại đây. Hậu vệ Luxor bày tỏ sự tức giận khi Manchester United trải qua trận đấu thất vọng và để thua 0-2 trước Newcastle ở vòng 29 Premier League. Tôi nghĩ với tư cách là một đội bóng lớn, chúng tôi phải trung thực. Tôi nghĩ Newcastle là một đội rất tốt nhưng tôi không nghĩ họ thắng trận đấu hôm nay nhờ chất lượng. Tôi nghĩ họ giành được chiến thắng là nhờ đam mê, khát khao, rất khát khao, thái độ tốt và rõ ràng họ có động lực cao hơn chúng tôi để chiến thắng, Luxor chia sẻ trên kênh Sky Sports sau trận thua 0-2 của Manchester United trên sân St James Park. Tôi cảm thấy như mình lại nói những điều tương tự mỗi khi chúng tôi thua và như tôi đã nói, điều đó là không thể chấp nhận được và chúng tôi biết điều đó. Hôm nay là một trận đấu lớn và Newcastle có nhiều động lực để giành chiến thắng, nhưng Manchester United thì không, Luxor nói thêm. Đáng chú ý, huấn luyện viên Erik ten Hag hoàn toàn đồng tình với những nhận định của Luxor. Chiến lược gia người Hà Lan chia sẻ sau trận thua ê chề của Quỷ Đỏ, tôi ghét phải nói điều đó nhưng hôm nay họ đã tốt hơn, đặc biệt là sự quyết tâm, đam mê và khát khao của họ. Họ muốn thắng nhiều hơn nên họ đã thắng. Chúng tôi đã có những cơ hội của mình nhưng phải cụ thể hóa thành bàn thắng trước quyết tâm của đối thủ. Chúng tôi không đủ tốt, chúng tôi đã cho phép họ có quá nhiều cơ hội. Bạn phải khao khát và cống hiến mọi thứ trong mỗi trận đấu. Trận đấu này chúng tôi tấn công không đủ tốt, tôi không muốn tập trung chỉ trích vào một người. Đó là một màn trình diễn của cả đội.